Quay phim. Con này vui lắm nha. Con này vui lắm này hả? Để rồi mãi chia xa lâu trở nên khi ta nhớ lại về. Tiếng giọng đi. Người ta sẽ nát nghẹn ngào. Rời sát xa đi mau. Đang quay hả? Quay. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn về ơi, bạn đâu đây? Còn giọng nói chi. Những lối nhớ niềm thương cho ai. Bầu đi, mẹ con nghe cái này nghe bưa vậy. Nếu có muốn trong cuộc đời này trong những Thái bị ra đứng nhảy 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 tao Thái. Một dặn dò một số viên thân thì dùng tắt ngang cho mặt. Rồi, lắng nghe. Viên thứ nhất, chút xíu nữa hết giờ là 10 lớp trưởng sẽ gặp cô. Kem sẽ viết pháp, kem sẽ viết ước mơ. Cầm cái bíp gì? Ở dây đó thì mỗi lớp sẽ có 2 tờ A4 và kem sẽ cắt ra làm đôi. Kem sẽ viết đó những 2 tờ dây A4 phải gặp tới cô mình mới phát được. Ước mơ nhá. Và những lời kem mong quý vị viết vào đó. Viết cho kem nhiều màu, càng nhiều màu thì càng tốt. Tức là mỗi bạn có một màu khác nhau, các em biết tùy các em. Ê, ta bút bút bi, thì lòng là kia bút bi với nghe. Cái thứ hai, nghe cô dặn dò. Cái thứ hai, ngày thứ 6 tổng duyệt, rồi tất cả các em sẽ đem theo cái mặt biểu cảm theo luôn. Cái mặt biểu cảm là mặt chối á. Và ngày hôm đó là không ai còn cầm giấy nữa mà các em phải thuộc lòng lòng bài hát đó rồi. Cầm giấy, cầm điện thoại được không? Nhớ chưa? Mang mặt. Nói gì, mày nói gì? Thứ 6, các em sẽ tổng duyệt vào lúc 15 giờ chiều, 3 giờ chiều. Tại đây. Và kem nhớ là con ghê. Có thành công hay không, có nhanh hay không là kem phải thật thuộc cho bài hát đó. Nhớ chưa? Về làm cái A1 màu hồng đó. Giống như cái áo á. Mẹ ra hả? Mẹ ra hả? Mẹ ra hả? Mẹ ra hả? Thê Dũng ơi. Xong rồi cái TB cũng bằng cái hình tròn đó. Xong rồi che dán lại xong. Lớp mình làm mẹ thôi. Dạ, làm đi. Làm mình đương nhiên đi. Đúng rồi, TB đằng sau, A1 đằng trước. Rồi các em di chuyển vào lớp đi, chúng ta đã nè, hát nữa đi, hát nữa đi cô, hát thêm bài nữa đi cô, hát nữa đi cô, nhỏ cái gì mà khoan khoan đợi có chút xíu đó, đúng rồi đó, hát thêm bài nữa đi cô, một lần là chín, lần là chín. À, và khoan, lớp 12A10 có nhắc là cái cô ở giữa là cô cần khoảng 5 mặt nam, 5 mặt nam đứng ở giữa. Con nói hồi bữa con nói con là tiết năm ở lại gặp cô Hương vậy cô. Trên khu 12A10 lần cuối cùng là sẽ là 5 nam đứng giữa, các em xin hỏi cho cô, không phải là nữ nữa nghe. Rồi bây giờ các em đứng dậy thu dọn ghế. Phạm Linh đâu? Phạm Linh có gặp cái ông Trung Đức nữa. Trung Đức ở đâu? Mày đang dậy mà xuống. Dậy. Thêm lần nữa đây. Lần nữa đi thầy. Lần nữa đi thầy. Nói gì gạo vàng thôi.
Thôi đọc đi, đọc đi. Đừng biết nhé, đừng biết.